Xin chào các bạn, em tên là Ngọc và năm nay là em vừa kết thúc năm 3 đại học và chuẩn bị lên năm 4 của đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang học ngành ngôn ngữ Anh của trường và chuyên ngành là tiếng Anh thương mại. Em vừa mới đậu visa sau 3 tháng nộp hồ sơ, nhưng mà lúc mà bây giờ cảm giác có visa rồi là không muốn đi nữa, không có nỡ xa nhà và bạn bè, với lại mình còn có người yêu ở đây, chắc là sẽ qua, chắc là sẽ thích nghi được. Nói chung là những tháng qua thì từ lúc mà quyết định mà đi du học thì cũng trân trọng thời gian ở đây rất là nhiều. Ngày nào cũng lên kế hoạch là phải làm gì đó cho gia đình hay là bạn bè, đi chơi này nọ, chứ không ở nhà cả ngày như hồi đó nữa. Thì hồi đó chỉ an phận là đi học ở nhà, đi học ở nhà thôi. Nhưng mà bây giờ thì trân trọng hơn, thì cho nên là bây giờ đi thì cũng không còn gì để tiếc. Mình biết đến chị Quỳnh là thông qua một gia đình đi du lịch Hàn Quốc chung. Gia đình đó cũng có đứa con là vừa đi qua Canada và là học sinh của chị Quỳnh, cho nên là mình mới tìm đến công ty Tân Đại Dương tư vấn để làm hồ sơ. Thì mình sẽ qua bang Quebec của Canada. Nói chung là cái bang đó thì mình cũng nghe tiếng rồi, tại vì quay phim Hàn Quốc Goblin đẹp lắm, cho nên là cũng hy vọng là nó sẽ đẹp y như phim như vậy. Mình quyết định là học ngành du lịch khách sạn. Ở đây mình học ngành ngôn ngữ Anh nhưng mà qua bên bển thì tiếng Anh cũng đã dư rồi, cho nên là mình quyết định học ngành khác. Thích bay nhảy cho nên là quyết định học du lịch. Mặc dù là mình không có nỡ đi nhưng mà bây giờ mình cứ đi thôi, tại vì qua đó thì sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, để mà có bằng cấp rồi làm việc cho nó ổn định. Các bạn nên chuẩn bị tài chính thật là tốt và cần phải có một cái kế hoạch học tập rõ ràng. Từ lúc mà làm visa đến giờ thì mình rất là tin tưởng chị Quỳnh, cho nên là mình giao cho chị đó phải là làm hết. Nếu mà các bạn không biết thông tin gì đó thì các bạn hãy lên công ty du học Tân Đại Dương, thì các anh chị sẽ tư vấn cho các bạn. Chúc các bạn thành công.